Anh ôm luôn. Cái này là của chị Mỹ hết đúng không? Có một cái nào là của Xính chưa? Trọng giới thiệu cho đi, anh không biết cái đấy đâu. Cái này của em. Không, ý là các cô muốn là em mang đi trao. Chứ không phải. Tất nhiên là trước anh đã trao một thùng cho em rồi. Là một thùng cho em, một thùng cho lúa, một thùng cho Mỹ đấy. Nghĩa là để em đi chia sẻ, em đi tán lộc có Tết đấy. Là của em. Cho thùng to lên đi. Thùng này sắc hơn anh ạ, bên dưới nó nát hết rồi. Anh lấy một cái thùng kể vào đây xong rồi em. Đấy cho Tính cầm đi. Em ngồi sau em cầm một cái thùng rồi. Đấy bây giờ anh Hiệp ấy đi, anh Hiệp ngồi sau anh Xính ngồi đây được rồi. Đấy. Đi được mà em anh Quyết cũng cầm nhé, thì lên trên đi. Làm như nào, làm như nào. Bây giờ ngồi thôi, anh ngồi xe đi, anh ngồi đi. Một thùng cho vào đây đúng không? Không cần nữa, anh ngồi luôn đi. Em dưới vào cũng được mà. Như này luôn á. Còn rơi thì sao? Ngồi đây luôn đi. Rồi, thế thì cứ để đấy đi. Cái này luôn. Hai anh em ôm từ thị trấn lên đây mà. Đấy. Thế cái chỗ đất đấy là chỗ nào? Phải có chỗ này không? Đấy, đúng chỗ này. Ừ. Nhưng mà em hỏi cái nhà kia hay nhà nào? Nhà kia. Ai nói với em? Thì tranh chủ nhà. Họ tự nói hay là? Dạ. Nhưng mà giá thì họ giá chưa nói khoảng. Giá chưa nói. Họ ý là muốn bán. Bảo nếu mà bảo con trai nó về thì nào bảo bạc với cho con trai nó đồng ý thì bán không? Anh em mình chuẩn bị mang những cái đồ này đi phát tiếp mọi người ạ. Thì xin chào cô chú anh chị quay trở lại với Tam Giác Mạch. Hôm nay thì anh em mình chia sẻ về cái miếng đất mà đắc địa. Đấy, để anh em mình đưa ra đây, đưa cái mic cho Xính chơi xem nào. Liệu là cái miếng mà anh em mình đo đạc kia nó có rẻ xuống không? Xinh chưa? Dạ. Cái miếng mà anh em mình đo đạc ấy liệu nó có rẻ xuống không? Dưới kia, gần cái nhà to liệu nó có rẻ hơn không? Dạ cái đấy em chưa biết. Ở đây thì là khu vực trung tâm mọi người nhé. Vì cột điện to ở đây rồi. Mà anh em mình cũng hay tập kết xe cũng như các thứ ở đây. Này, gần như là cái xe nào trơn là họ gửi đây hết đúng không? Dạ, đúng rồi. Đấy. Thì ở ngay cái nhà đó nè. Và ngay cái nhà này. Nhưng mà chỗ này thì làm kiểu gì? Nhà người ta cửa mở đây rồi. Vì cái này thì em chưa biết nữa. Kia là cửa người ta đúng không? Và đúng rồi. Ừ. Chỗ con chó kia là cái tuyến đường to mà trong thời gian tới là họ sẽ đổ từ xã Lao Và Trải để đổ bê tông ra hẳn C9 của Du Già, Du Tiến, Lũng Hồ ấy mọi người ạ. Thì cái mong muốn của em Xính Trơ là sẽ muốn làm ở trên này cho nó thì mưa cũng đi lại cho nó dễ. Như này thì mưa thì nó cũng phẳng thì nó đi dễ hơn. Vâng. Còn nếu mà xuống dốc như dưới kia thì cũng ok thôi. Thì mong muốn của em Xính Trơ vẫn là như thế. Thì đây là cái miếng đất này, cái khu mà từ cái xe trắng sang bên này này. Đấy. Thì nó là muốn san sẻ lại, bán lại để cho em Trơ làm nhà, nhưng mà cậu con trai duy nhất thì đang đi làm Trung Quốc và bị bắt rồi. Nên là chưa dám làm. Thế còn nhà anh mua là nhà nào? Nhà anh mua nhà để. Cái này à? Phải, nhà anh mua nhà Bá à, nhà đấy. À. Để anh gọi điện cho anh Bố Hướng ở xóm anh. Ông bảo có gần ở đây khoảng 2.000 m². Nhưng bán chỉ có 50 triệu thôi. Xem thế nào nhé. Vâng. Đấy, anh em mình cũng phải lên đây thực tế. Đấy thì làm nương này, làm chuồng trại này, làm vườn rau, làm nhà thoải mái đúng không? 2.000. Tại vì là hôm nọ thế đi xe đi, hai thằng đi xe lên đây đi. Đấy, lấy cái mic cho anh. Chưa? Hôm nọ thì anh Bố Hướng ở cùng xóm với Tam Giác Mạch ấy thì là nghe tin là anh em mình sẽ mua đất cho Xính Trơ. Nên là anh ấy tự gọi điện cho Tam Giác Mạch là có một khu ở đây là khoảng 2.000 m². Giá là 50 triệu nhưng mà chưa biết là đoạn nào. Thì anh em mình cũng sẽ phải gọi điện trực tiếp. Biết đâu hy vọng là nó nói là ở đằng sau nhà anh mua này có chè các thứ, nhưng mà không biết là khu nào mọi người ạ. Ôi. Anh à? Hôm nọ anh bảo bán đất ấy, thì khu nhà anh mua là chỗ nào nhỉ? Em đang ở đây. Khu dưới nhà anh mua ấy, chú cho mỗi một cái nhà thì chú Bụi Tre, có Bụi Mai ấy. Bụi Mai á, có cạnh đấy luôn đâu nhỉ em? Nhưng mà đứng chỗ nhà anh mua có nhìn thấy không? Không, Dạ, đồi bên dưới này. À, đồi chỗ cái cột điện mà xuống xóm mình đấy. Đúng rồi, chỗ gần chỗ cái dây điện, chỗ 2-3 thửa người ta đào đất đỏ đỏ ấy. À, nhưng mà chỗ kia thì có phẳng không? Có chứ. Làm đường nhà, chuồng trại các thứ, bán tổng diện tích là bao nhiêu? Tổng diện tích cũng áng khoảng tầm gần 2.000 m² này mà. Gần 2.000. Thế thì giá cả thì anh thấy rộng lắm, nhưng mà anh cũng không biết được. Anh năm ngoái anh vừa mới phát xong. À, thế giá cả thì chỗ anh em thì nói cái giá tham khảo thế nào? Ừ, cũng như hôm nọ anh nói rồi. Vâng. Được cả đất, đai ruộng, được cả đất nương với lại chuồng trại, nhà cửa hết được thoải mái. À. Còn riêng cái chỗ đất nương ấy có khi trồng được 2 gói giống này. À dạ. Thế thì rồi. Nên bây giờ em phải đi xem một tí và xem có tiện đường để chở vật liệu không ấy. À, vật liệu thì khả năng là nếu mà ô tô qua trên kia xuống thì con đi đến tít thì mấy cái nhà xây nó có một cái đường bé rẽ vào, khả năng là chỉ có lấy xe máy chở vào thôi. À. Đất đấy là đất của ông nào nói phát có khi chơi còn biết. Hả? Đất đấy là trước là của ông nào có nói phát có khi chơi còn biết. Đất của bố anh ấy. À. Đất đồi chè của bố anh. À, của ông ngoại đúng không? Không, bố của ông anh, bố của anh luôn đấy. Thế chắc phải xuống xem một tí. Bên dưới cái cột điện mà nhìn thấy ở đấy đúng không? Đúng rồi, từ cái chỗ cái sân có một cái nhà kia là cái nhà của ông Sáu Co ấy, bây giờ ở trước cửa nó bây giờ còn một cái nền nhà bây giờ người ta dọn đi rồi ấy. À. Quanh ở đấy, từ đằng sau nhà đến bên dưới nhà là của là đất đấy hết. Trừ mỗi cái nền nhà kia là thôi. À. Giờ nó cũng ở lâu quá rồi không nói. Nếu mà đâm từ nhà anh mua xuống là bên phải đường hay là bên trái đường? Xuống theo đường xuống Yên Minh ấy thì bên dưới đường. Bên dưới đường, ok. Thế em qua xem tí nhé. Gọi video cho anh để anh chỉ cho. Ok ok. Thế để xuống xem. Qua nhà mua xuống đường. Thế, qua cái nhà đỏ đỏ đúng không? Qua cái nhà đỏ to ghê, còn xuống nữa đến cái đồi thứ hai ấy. Rồi rồi, ok, em xuống em gọi video nhé. Ngay cái chỗ cột điện. Rồi, biết. Xuống làng mình luôn hả? Vâng, ok. Xong ở bên dưới đấy. Vâng. Cho anh gửi 2 cái đồ này tí nhé. Con bố mua à? Này gọi anh tí, gọi có số 189 của anh không? 189 có. Ừ, anh dùng số kia, số này bây giờ anh bỏ rồi. À, ok. Tí gọi Facebook nhá. Rồi, ok. Đấy. Diện tích thì... Hả? Đi xuống dưới kia xem đất thôi xong lại lên thôi. Chứ có phải là đi luôn đâu mà. Cái diện tích thì nghe sướng chưa? Riêng nương là sẽ làm được khoảng 2 gói giống. Còn đất nhà các thứ chuồng trại thoải mái ban ngày. 2.000 m² có đồi chè. Mà giá thì giá hôm nọ anh ấy chỉ nói là nửa trăm triệu thôi. Nửa trăm triệu là bao nhiêu có biết không? Nửa trăm triệu 50. Đúng, đi xuống dưới xem một tí. Anh em sẽ phải lại có một cái tin vui thì phải đi xem ngay, bởi vì đây là đất của ông anh cùng xóm, là ông anh làm công an viên xóm nên là khả năng là sẽ giao dịch phút mốt nếu như đẹp. Em thấy cái đất ở đây nó cái xa được to, cái mũ của anh. Cứ xem cái mũ đất bố Hướng ấy, ông Hướng ấy, em biết không? Cái mũ ấy. Rồi tí lấy xong. Để lấy sợ thì người ta lấy mất. Ôi giời, ai lấy cái mũ. Đây đường nó trơn như thế này thì xe tuyển nó cũng chịu khóc luôn. Tiền nhiều khi không giải quyết được vấn đề em ạ. Đúng rồi. Đây trơn như này thì ai mà đi. Cái khó nhất là kêu gọi tiền cho em thì bọn anh đã làm được rồi. Nhưng mà cái khó hơn là mua đất thì lại chưa làm được. Đúng không? Nhưng mà nếu anh ấy bảo rộng như thế thì mình... Nhưng mà em thấy ở đây thì nhìn thẳng phát vào nhà anh luôn mà. Đấy, nhà anh đây. Em chào anh nhá. Em mới chỉ lò à? Cắt luôn cái đất ở dưới này. Hả? Quên biết không? Cái tre ở dưới này. Đâu? Dưới mấy cái... Chắc là dưới mấy cái cốc. Cái đồi có gốc mai kia, bên dưới kia đúng không? Từ ở đây gọi phát là biết. Đây là cái đường điện xuống nhà Tam Giác Mạch đây này mọi người này. Bên tít bên kia là nhà Tam Giác Mạch. Đấy. Còn đất của anh Bố Hướng thì là trên đỉnh cái chỗ đỏ đỏ. Cái chỗ mà anh Bố Hướng bảo là họ đang đào đỏ đỏ ở đâu ấy. Không phải đây. Mà là chắc là dưới kia. Từ gọi phát là biết. Đấy. Quyết phải đứng ở góc này thì mới có thể là mới hiểu được cái miếng đất đấy nó như nào. Ở đây nhìn xuống nhà anh cũng đẹp phết đấy nhỉ. Vâng. Nếu như đây mà rộng như thế thì em chuyển được một cái trang trại luôn. Nhưng mà từ để anh nói đã. Anh alo đã. Tính ra nếu mà ở đây nó còn gần hơn so với mảnh đất mà ở bên dưới. Đúng rồi đấy. Gần hơn nhiều. Gần hơn mảnh to. Còn đây là cái mặt đường mà để đi xuống này. Thì chỉ cần trơn một tí là không được đâu mọi người. Alo anh ơi, đây rồi. Hả? Đây nhá, đây cột điện xuống. Cột điện xóm mình đúng không? Xuống bên dưới. Đúng rồi, xuống dưới. Xuống thẳng dưới mấy cái thửa nương, thửa. Người ta đào thành thửa trồng ngô kia. Mấy cái cỏ bò. Có cỏ xuống ấy. Mấy cái cỏ bò ấy kìa. Cái nhà có cây mai đợt mà anh em mình đi kéo điện kia mà. Đúng rồi. Khu đấy hết. Rồi chỗ từ chỗ cái đầu ruộng người ta đào vừa mới đào cái từ chỗ đấy sang đến gần cái nhà, gần cái nền, đến gần cái nhà kia luôn. Thế là ở cái khu có nhiều cây thông với cây mai này đúng không? Đúng rồi. Có đồi chè các thứ ở dưới đấy đúng không? Đúng rồi. Hiểu rồi. Nhưng mà đất là từ dưới cái thửa nương kia xuống đến tít dưới, đến chỗ xuống đến tít dưới đến cái rừng của ông Túng ở dưới cơ, dài lắm. Tóm lại là khoảng là 2000 mét. Đấy. Ok, để em tham khảo. Được rồi, thế thì biết vị trí đất rồi nhá. Được rồi. Ok anh, có gì em sẽ lên trực tiếp gặp anh. Thế thì nó lại không đơn giản rồi. Nội tiếc ở dưới kia lại không nhỉ? Nếu mà đấy làm trang trại thì hợp lý đấy. Vâng. Bởi vì đường ở đây là không có đường. Nó chỉ có một cái đường nhỏ mòn ở đây mọi người. Vâng. Cái đường mòn mà mọi người ở đây dưới này là có một cái hố nước. Là dân ở đây nó sẽ đi đựu nước ở đây uống này này. Bởi vì trước Tam Giác Mạch là cùng với bà con ở đây kéo điện rồi. Kéo điện ở đây nên là biết là cái khu dưới này có một cái hố nước này này. Bên kia có cái mộ bà cái đang vừa mới chôn. Còn là đất của anh Bố Hướng là ở dưới này. Rộng thì áng khoảng là khoảng 2000, diện tích là khoảng 2000 mét vuông, bằng phẳng để làm nhà. Và làm nhà xong, làm chuồng trại xong thì cái mảnh nương còn có thể cấy được khoảng 2 bó giống. Đấy là cái lời tâm sự của anh Bố Hướng là như thế thôi. Còn đất thì về đất thì khả quan, nhưng về đường thì em thấy thế nào? Bây giờ em thử nêu cảm nhận xem đất anh Bố Hướng ở đây. Anh thấy thì ở dưới này thì nếu em làm ở dưới này thì chắc là em đi mua cái chỗ ở dưới kia làm nó tiện hơn. Nó gần đường to hơn. Vâng. Mà giá thì mình sẽ bàn bạc lại. Vâng, giá thì mình bàn bạc lại cho nó hợp. Đấy. Vì ở dưới này nó có cái đường to này đi dưới huyện cho nó cũng tiện hơn. Ở đường to này thì đi đến 2 cái nhà xây kia thôi. Vâng. Còn đường xe máy thì đi đến huyện được. Vâng. Đấy, còn đường to thì sẽ ở đây này. Cái đường này sẽ là đường chở vật liệu. Nếu như cái miếng đất cũ mà trong video trước Tam Giác Mạch có nói, có đo đạc với anh em đo đến đêm ấy, thì đường này sẽ là đường như thế này. Mà bây giờ như thế này thì xe 2 cầu nó cũng không thể đi được. Bởi vì đây mọi người nhìn, chỉ cần mà vào đây một phát rồi thì đố nào ai mà đẩy lên được đây. Ngoài ra những cái khúc dưới kia nó còn khó nữa. Nhưng mà so với giá, nếu như em đàm phán được cái giá của cái miếng cũ đấy rẻ hơn hoặc bằng cái giá của cái này, của chỗ anh Bố Hướng vừa nói đấy, thì sẽ chốt. chốt cái miếng đấy để làm ở đấy. Còn cái miếng trên này thì lại chờ con nó đi tù về mình mới biết được thì khó quá. Em sợ có khi là chờ không được. Không chờ được đâu, biết bao giờ được về. Thì đấy, tóm lại là những cái tin định hướng mới nhất trước thềm năm mới về đất đai cho nhà của em Xính Chơ là như thế. Thì cũng chỉ hy vọng rằng là có tín hiệu khả quan hơn. Còn ví dụ mạn đây này, bè Quyết lên đây anh chỉ cho Chơ. Bây giờ ví dụ từ mấy cái nhà kia, từ mấy cái nhà đỏ kia sang bên cái nhà xanh xanh này, thì mình có thể đào ta lui được. Hoặc là cái khu nào có mô đất cao mình có thể hỏi người ta là mình dựng cột ở dưới lên đổ sàn. Em thấy thế nào? Đấy. Anh thấy từ khu bên kia về nó thoải hơn thì mình có thể đào. Ví dụ đây họ cũng đào làm nhà đấy. Mình cũng đào được. Thuê máy của Tuyển lên xong là nó múc xong là nó chở vật liệu cho mình luôn. Em thấy thế nào? Được mà. Thì em phải chủ động hỏi những cái đấy nhá. Nhưng mà em thấy ở trên này thì nếu mà ít nhất thì chắc cũng phải đổ cột lên xong là mình đổ một cái nếu như mặt dưới thì đổ cột. Đổ cái sạc lên xong là cái ở dưới mình có thể làm chuồng trại. Làm chuồng trại này, nhà vệ sinh xả nước. Thì có lẽ là anh sẽ giao cái nhiệm vụ đấy cho em. Còn nói này, không tại vì là không phải anh lười hay là anh không dành thời gian nhiều cho vấn đề tìm đất cho em, mà bây giờ mình cũng phải tự phát huy và tự làm nữa đi. Không thể mà cái gì cũng chờ anh được, đúng không? Thì bây giờ cũng gần Tết rồi nhá, thì anh cũng nói luôn là anh em mình sẽ dừng toàn bộ cái kế hoạch làm nhà của em Xính Chơ trong năm 2022 âm lịch. Dương lịch thì qua rồi, dương lịch thì bây giờ đã là giữa tháng 1 của 2023 rồi. Thì kế hoạch làm nhà của em trong năm 2022 là dừng lại nhé. Nhưng nếu như có tín hiệu là mua được đất luôn thì anh em mình trong năm 2022 âm lịch mình vẫn san nền luôn và sẽ vận chuyển vật liệu luôn. Nếu như thời tiết ủng hộ và nếu như tìm được đất vẫn sẽ triển khai. Nhưng mà trong cái video này anh em sẽ là tạm dừng kế hoạch xây triển khai xây nhà cho Xính Chơ, bởi vì là không còn mấy ngày nữa Tết rồi, mà bây giờ đất đai thì cũng phải chăm sự là nhờ trên nhờ dưới, nhờ anh em hỏi, thậm chí là tao rất mạch phải hỏi ông anh cùng xóm nữa, thì vẫn là những cái câu chuyện rất mập mờ. Thì mọi người hiểu và thông cảm cho kênh thì chân thành cảm ơn, còn không mọi người nói gì cũng phải chấp nhận thôi. Anh em mình để nói chậm trễ thì lỗi cũng là do anh em mình, nhưng không tìm được đất thì biết làm thế nào. Bọn anh là những người muốn xây nhanh để cho em xong, anh còn đi chỗ khác làm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình nhiều hơn nữa. Đấy là em đều biết rõ. Thế nên là anh em mình sẽ dừng cái kế hoạch xây nhà của em Xính Chơ trong năm 2022 âm lịch. Nếu trong những ngày tới em Chơ có tín hiệu về đất, mua đất, anh em mình sẽ triển khai san nền hoặc là dựng nền. Còn trời khô hơn nữa, anh em mình sẽ cho vật liệu vào tập kết luôn để ra Tết là ăn luôn, triển khai ngay. Đấy là thông tin tới em như thế nhé. Thì trách nhiệm vẫn ở em thôi. Bọn anh thì trước mắt thì nói là ngừng thôi, nhưng mà nếu có tín hiệu đất phát, bọn anh vẫn xúc ngay và làm ngay. Còn đất của ông Bố Hướng thì nó sẽ là ở đây này, cái khu này này. Và nó sẽ có đường hay sao mà anh? Có đường mòn xe máy. Xe máy. Đi từ bên nhà đỏ sang ấy. Không. Xe đường này ô tô đi cũng là đường này, xong đường kia xong vòng ra đây này, hoặc là đường bên kia thì nó cũng vòng. Tóm lại là đường xe máy đi thôi. Xe máy đi thôi, ô tô đi cũng được. Mấy cái nhà ở dưới này người ta làm, người ta cũng là thuê xe máy chở trên này đi thôi. Còn nếu nhá, cái miếng này thì anh em mình nói về diện tích và công năng thì nhiều thật đấy, nhưng mà vẫn khác gì là em Xính sẽ lại đi vào cái xó xỉnh đấy. Nếu như miếng này mà miếng kia mà giá bằng miếng, nếu giảm giá bằng miếng này thì mình sẽ múc miếng kia, bởi vì nó mặt đường to, sau này dân cùng nhau góp tiền đổi bê tông đi ngon lành. Còn trong này thì muôn đời sẽ không bao giờ có đường to, bởi vì không có dân thì đường to ở đâu. Trong này chỉ có đúng một cái nóc nhà thôi thì sẽ không bao giờ có đường to, hiểu không? Đấy. Thì đất cũng không phải của người ta, nên có khi người ta không xin được nữa, mình không xin được nữa. Thế nên là anh em mình sẽ dừng lại các cái kế hoạch đi khó nhỉ. Trên quá về. Trơn lớp. Anh em mình sẽ dừng lại cái kế hoạch xây nhà của ui. Đội này không thay nhớt, xe sóc phẳng rồi. Thì chắc là anh em mình cũng dừng cái video này tại đây thôi. Một lần nữa là mong mọi người hiểu cho anh em mình là không triển khai được căn nhà trước Tết với tất cả những cái sự bất lợi. Và cái khó nhất là đất chưa có thì biết thương hai mẹ con rồi nhưng mà không biết làm thế nào nhá. Còn em có chia sẻ gì với mọi người nữa không? Về những cái dự định làm nhà hay là những cái mình chưa làm được? Em cũng nghĩ là bây thì cũng sắp Tết rồi thì để sang năm 2023 xong là làm cũng được. Vì bây giờ cũng sắp Tết rồi thì mình vừa là nhà vừa đi làm cái này cái nọ để sắp ăn Tết nữa thì làm không được. Thì nếu không thì để 2023 mình làm cũng được. Hai mẹ con vẫn sẽ phải ăn Tết ở trong cái túp lều đấy. Vâng. Tạm thời đã, nốt một cái Tết nữa. Vâng. Tết năm sau thì nhà ngon rồi, nhà xanh sạch đẹp rồi. Nhưng mà anh em mình, mọi người chắc chắn sẽ đồng quan điểm với Tam Giác Mạch là cái tư tưởng của thằng Sơ ấy, thằng Sơ nó muốn ở mặt đường bởi vì mấy nữa nó sẽ bán hàng cho mẹ bán hàng. Như các video trước đã nói rồi, thì anh cảm thấy em là một người có sự tính toán, có cái tầm nhìn ở tương lai. Vì em thấy mẹ thì già yếu không đi lại được thì em nghĩ thế là chưa biết nữa. Thôi cứ tính như thế đi. Vâng. Bởi vì là khoảng hơn một tuần nữa bọn anh bàn giao kết thúc nhà anh Tủa là có lẽ là cũng xin phép gác máy đã. Từ 23 ông Công ông Táo thì mọi người khả năng cũng nghỉ Tết rồi. Anh em mình cũng một năm hoạt động rồi thì cũng xin phép là sẽ được nghỉ Tết. Và sau mùng 5 mùng 6 Tết thì anh em mình sẽ lại tiếp tục bấm máy và triển khai những cái công việc tồn đọng trong một năm mới. Thì hy vọng là anh em mình sẽ giúp được nhiều hoàn cảnh hơn nữa. Và luôn luôn là không mong muốn có hoàn cảnh khó khăn để phải giúp. Bởi vì như thế thì bà con mới là ổn định cuộc sống. Bà con đều khấm khá, đều ngon lành, khỏe mạnh rồi. Đấy là cái niềm vui. Còn nếu như mà không thì có thì cũng sẽ là hy vọng các nhà hảo tâm sẽ đồng hành với anh em mình để kêu gọi giúp đỡ và giảm bớt phần khó khăn của mọi người thôi. Hy vọng một năm mới an khang thịnh vượng, bình an đến với tất cả mọi người. Kênh thì thật sự là đến thời điểm này thì thật sự rất biết ơn mọi người rất nhiều. Nhưng mà rất ngại khi phải có những cái video để kéo dài thời gian hay là chưa có một cái rõ ràng gì về công việc cả. Nhưng mà không chia sẻ thì mọi người bảo là anh em mình chậm trễ hay là thờ ơ hay thế nọ. Nhưng mà chia sẻ thì cũng rất là khó, có nhiều cái khó nói. Thì thôi, trước mắt dừng kế hoạch xây dựng nhà của em Sinh Trơ trong năm 2022 âm lịch. Còn sau video này, 1-2 ngày tới nếu như có phát sinh, có tìm được đất, anh em mình vẫn triển khai đào nền nhà bình thường, triển khai chuyển vật liệu bình thường mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong thước phim tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn. Theo em thấy là bây giờ em Xính với mẹ em Xính thì ngoại giao nó không bằng với ông đâu. Em thấy cho ông đi cùng. Ông làm thầy cúng thì nó sẽ là một cái gì đó rất là uy tín rồi. Thì là hàng xóm thế là mình... Ông có tiếng nói và ông cũng sẽ có cách để thuyết phục người ta chia sẻ đất. Dạ vâng. Em cứ bảo ông như thế. Vì bây giờ thì chúng ông để ông giúp. Cái đấy em tự bảo nhé. Vâng. Tóm lại là như anh Trọng nói cũng đúng. Vâng. Ông cũng là một người mình có thể trông cậy và tin tưởng mà. Vâng. Để giúp đỡ. Vâng. Đấy. Thôi, nghe mình kết thúc cái video này. Đấy. Đi. Bây giờ đi sang bên kia thì đi đường nào đấy? Đi Đông Minh à hay là về đây? Nếu đi Đông Minh thì tí nữa không có xe để về nữa rồi. Đi xử lý thôi, xử lý ngay kia rồi mà. Chị Mỹ ở kia rồi, xong lại quay về đây nhỉ? Đưa ông Minh đi sang thăm là phủ một tí về. Mẹ buổi bây giờ 12 giờ nơi rồi.